khí ba dội. Cho ngỏ bánh mì bên đây nha. Miếng kia hai miếng hả? Dạ bánh mì là anh tí nó qua. Bánh mì
quay chị Mai đây. Nói tí nha. Ở bên này có ai nè? Nửa ký hai phần hả chị? Hộp nhỏ được không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Còn ba giỏi.
32 kg con. Có 7 mà bảo mì thịt bên đây đi. 115. Cho ngỏ bánh mì bên đây nha. Rồi, có mì. Có ông tiệm đó kìa. Để 5.000 đó ơi. Một tí để nguyên không chị? Mà nửa ký chặt luôn không cô ơi? Nửa ký chặt luôn hả? Rồi, ổng bánh mì đây. Ký ba đâu hay đúng ký rồi đem cắt bớt ra. Rồi rồi, cộng thêm 100 giá em nữa. Thôi kiếm 90 thôi. 32, 41 của chị. Rồi uống con nửa ký chặt không cô? Sao? Nó chỉ 16 thôi.